Stand by me. Bao ngày qua bên anh là ánh nắng mang nụ cười trong mắt em. Vậy nói về hả? Em làm gì trong phòng chị này? Cái gì đây? Hình. Cái gì đây? Của em á. Bữa trước xoáy ca anh kia, bữa nay lại xoáy ca anh này rồi à? Thôi đừng có nhắc anh bữa trước nữa. Bữa trước em đi ăn hả? Cô bún mắm nói xấu ảnh, em hết thích anh đó rồi. Bây giờ em thích anh này, dễ thương lắm luôn. Này 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 này, chị không biết xoáy ca nào của em nha. Em tháo hết xuống cho chị. Thôi, chị kỳ quá à. Em á, để ảnh trong tim em thấy chưa đã, cho nên em muốn nhìn thấy ảnh mỗi ngày. Em vô phòng chị nhiều cho nên em quyết định dán ở đây, để mỗi lần em bước vô phòng này em sẽ nhìn thấy ảnh. Em còn dự định là in thật nhiều, em dán tủ lạnh nè, nhà bếp nè, toilet nè, nồi cơm điện nè, bếp ga, thậm chí là em sẽ in dán lên trần nhà luôn. Nè, em có tin chị dán cái mặt em lên trên đó luôn không? Chị dán em lên trên chung với sói ca luôn. Em cảm ơn chị thương em quá. Đổi lên. Nè, chị không nói nhiều em nha. Em tháo hết xuống cho chị nha. Thôi, chị kỳ quá à. Tự nhiên cái chị không thích đàn ông, cái chị áp đặt cái suy nghĩ đó lên em mà. Em có quyền có sói ca của mình chứ bộ. Em nghi lắm nha. Không lẽ bữa nay chị chuyển hướng, chị thích đánh bèo quá chị. Chị nói thiệt em biết đi, chuyện đó bây giờ người ta không có kỳ thị gì đâu. Người ta chia sẻ với mình mà, chị thích đánh bèo đúng không? Đúng không? Đúng không? Nè 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 nè. Chị có thích bánh bèo cũng không thích cái mặt em nha. Chị không nói nhiều đâu, em tháo hết xuống chị. Được rồi, tháo thì tháo. Tháo xuống. Có mấy tấm hình làm thấy ghê quá à. Nhanh. Nhanh tháo mẹ, từ từ. Tháo mẹ. Em con gấu nha, em chưa có gấu nữa. Nhân đi. Vậy? Em đang làm cái gì đây? Gì đây? Cái gì đây? Em nhìn kỹ đi. Thôi thôi à, có gì đâu nhân. Em nhìn nè, ai cho em lấy hình chị đăng lên Facebook? Trời đất ơi, em câu like. Em đang giúp chị mà. Giúp cái gì mà giúp? Trời. Em làm thế để làm gì? Chị không biết rồi. Cái mod bây giờ là chụp lén người nổi tiếng. Em chụp lén chị tức là chị đang nổi tiếng đó, chị biết chưa? Trời đất ơi, nhìn cái mặt nhân. Ừ, nhân. Đưa trả đây. Trả. Gắt cái tay con người ta bây giờ. Chị nói cho em biết trước nha, em phải tôn trọng quyền riêng tư của chị chứ. Riêng tư? Trời ơi, cái ở thế giới này bây giờ là người ta sắp thành thế giới phẳng rồi, chị hiểu không? Chị mà cứ giữ cái suy nghĩ đó hoài, chị sẽ trở thành một bà già. Yeah. Trời đất ơi chị ơi, mắt chị có chân chim kìa chị ơi, nó dậm kìa chị ơi. Chim nó dậm mắt gì kìa. Em một lần sau vậy nhá, đừng có trách chị. Đừng có trách chị. Đừng có trách chị. Em trách đó. Chuyện vậy đấy, bảo sao mà chị không chịu nổi. Chứ bây giờ chị tức làm sao? Sao chăng cái gì? Biết thế. Trời nhẽ. Mà chỗ chị em không à, mình nói thẳng ra thì cũng kỳ ha. Bởi vậy, biết thế hồi xưa không cho nó ở chung. Cho nó ở chung, có ngày chuyện gì của chị nó cũng đem đi kể cho thiên hạ mất. Coi bộ cái vụ này hơi căng rồi nha. Bình thường em thấy con nhỏ này nó cũng dễ thương lắm mà ta. Sao giờ nó kỳ vậy? Thì đó. Chị Thanh. Ừ? Chị tính sao? Ôi, ai biểu già mày đặt ở với con nít. Ai già? Chị già. Ở với hai đứa con nít. Mọi người nói gì vui vậy? Đang chửi em Thảo Vy. Dạ. Anh nghe nói là em thích selfie chụp hình post lên Facebook đúng không? Ừ, em thích chụp hình lắm luôn á. Ê, giờ chụp cho anh một tấm đi, rồi post Facebook, bảo đảm em sẽ nổi tiếng, tại vì anh là soái ca mà. Anh ơi, anh có phân biệt được giữa nổi tiếng với lại tai tiếng không? Chụp với anh là tai tiếng, nổi tiếng gì? Chỉ có chị Thanh Hà của em thôi, vừa xinh đẹp, thông minh, tài năng mới câu được like không? Chụp tấm. Nè, xê ra. Trời ơi, ăn thở hay sao cũng bị chị mình xua đuổi. Về đội của chế em ơi. Thôi, chị chụp được like nhiêu đâu. Thái trà của em đó nha. Coi bộ cái vụ này hơi căng rồi nha. Con nhỏ nó bị ảo. Thôi khỏi phải nói nhiều nữa. Tháng này dọn ra khỏi nhà cho chị.
lời nói như dao đâm thẳng vào tim. Chị nghĩ sao chị đuổi em vậy? Ngày đầu tiên chị dẫn em về nhà này ở, em mặc đúng cái áo này. Bây giờ em mặc cái áo này nữa, chị đuổi em luôn. Trời ơi, chẳng lẽ đây là chiếc áo phong thủy hay sao? Được rồi, em sẽ đi bụi. Em đi ra ngoài đường cho vừa lòng chị. Gấu ơi, hai chị em mình sắp sửa đi bụi rồi em ơi. Gấu ơi chị, ai cho em mang đi? Là em đi bụi một mình. Đúng rồi đấy. Mà này, ai bảo em đi bụi? Chị bảo cuối tháng này em dọn ra ngoài quán nữa chị. Cái gì? Chị kêu em dọn ra ngoài quán? Phải. Em chịu. Chịu liền luôn á. Tại vì ở ngoài quán nè, vừa có nước nè, vừa có chai lui tới nè, vừa có ăn, vừa có uống. Ở nhà này chung với chị, chị ở dơ như quỷ vậy. Viết văn xong xé giấy dục tùm lum. Có một mình em dọn à? Em nói ai vậy? Không phải mình chị bừa đâu. Em dán giấy tùm lum mà, xong rồi lại còn chụp hình trộm nữa chứ. Cái đó tại vì chị ngủ tướng kỳ quá cho nên em up cho mọi người cùng biết mà. Thôi được rồi, bây giờ chị đuổi em đúng không? Em sẽ đi, em sẽ ra khỏi nhà này cho vừa lòng chị. Em đi quán em ở, đừng bao giờ năn nỉ em về nhà này nữa. Tạm biệt gấu Misa, em đi đây. Em gửi trả chị tập tài liệu nè. Em để đây nha. Ui gì đâu giận dai quá. Chị Khánh Hà. Chị Hà. Sao nóng dữ vậy? Chị tỉnh vậy hả? Nè nè, chị có sao không vợ? Còn sốt không? Chị không sao. Đêm qua em chăm sóc chị hả? Ờ, em chăm sóc chị suốt đêm á. Không có, lúc 4 giờ sáng em có ngủ quên chút. Chị xin lỗi nha. Hôm qua chị hơi mệt cho nên chị hơi... Không có gì đâu. Hôm qua em cũng sai mà. Em làm như vậy á là tiết lộ chuyện của chị viết rồi. Rồi người ta biết trước rồi sao đúng không? Nhưng mà em thề với chị luôn á, em mới cỡ có 4 người thôi à. Mà 4 người đó không ai nhiều chuyện đâu chị lo, đừng lo nha, em xin lỗi chị. Em đừng dọn đi nữa, ở lại với chị. Chị kia mà ở lại hả? Ừ. Đâu được, cho đó coi chị. Chị quên hả, chăm ngôn sống của chị á là phải giữ uy tín. Cho nên là chị cứ làm theo những gì chị nói hôm qua đi, chứ chị ngủ giấc thức dậy sao chị đổi ý vậy? Em cũng muốn đi nữa. Tại vì á em thấy là em đi rồi á, chị ở đây nè, chị viết chuyện được yên tĩnh. Còn em thì em ra ngoài đường em mở được thoải mái. Đừng giận chị nữa mà. Chị Thâm. Sao chị chơi dại quá vậy? Chị cho nó về đây ở làm chi? Biết đâu thấy nó với Hà cãi nhau hoài thì chị mới cho về đây ở cho nó tiện. Chỗ mình cũng còn trống mấy phòng, ai mà về nó. Ủa nhìn mặt thấy ghét không? Ôi trời. Nè mấy cái chuyện này á tôi gặp thường xuyên rồi, hai người cũng tập quen dần đi. Sao biết mà không nói để cho chị hốt nó về. Trời ơi, cái tao qua tao muốn bứt tóc nó ghê luôn á. Mà cái chuyện bây giờ nó về đây cũng không có phải là chuyện lớn. Vấn đề quan trọng là quán mình mở mấy tháng nay ế nhệ, không có ai vô hết.
Làm kiểu này là tiền bạc của chị đi hết. Không hiểu gì sao nữa. Có khi nào là do không hợp mệnh nó? Được rồi, chị sẽ mời thầy phong thủy về đây để xem mạng của từng đứa có hợp hay không. Quyết định gì đi.